Long xin phép quay video chia sẻ cho ông bà của chú chị xem trước khi không ý phá phách đâu ạ. Là trời. Là trời ạ. Hồi ứng cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô các gia chủ vong linh, vong hồn của em gái nương tựa trong căn nhà này và các vong linh ma quỷ trong căn nhà này. Cho Long xin phép quay video chia sẻ cho ông bà của chú chị xem trước khi không ý phá phách đâu ạ. Là trời. Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà của chú chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà của chú chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì ông bà của chú chị để trở lại tìm kiếm, khám phá những căn nhà qua Mỹ, tìm kiếm câu chuyện tâm linh. Thì hôm nay Lâm đang đi trên đường là Chi Tôn, gặp được một căn nhà bỏ hoang khá là lâu. Vì câu chuyện thế nào thì mời ông bà của chú xem rồi sẽ biết nha. Căn nhà trong thế này nè ông bà của chú chị. Thì ông bà cô chú chị để trả lại câu chuyện thì Lâm nói thêm cho ông bà cô chú chị biết là ngôi nhà này có hai anh em, một anh trai và một em gái. Thì em gái không lỡ không may thì bị tai nạn xe thì lại mất. Thì còn có một anh trai thì hai anh em cũng rất là khổ. Em gái thì đi buôn bán ra ngoài chợ, anh trai thì đi làm ruộng làm rẫy, mùa nước thì dân câu dân lưới. Thì không may là em gái lại bị mất. Thì cho nên là anh trai này buồn quá và tất nhiên là nói phải có đầu có đuôi, nghĩa là cha mẹ đã mất hết rồi thì còn có anh trai với em gái thôi. Em gái không may buôn bán ngoài chợ bán đồ thì em gái lại bị tai nạn xe và tử vong mất luôn. Thì anh trai cũng thờ cũng em một năm mãn tang thì anh trai cũng khá là buồn. Thì bây giờ thì chỉ có một mình thôi, anh trai làm giấy tờ hồ sơ và đi Bình Dương làm rồi. Thì căn nhà lại bỏ hoang rất là lâu, Lâm nói bỏ hoang gần khoảng 60 năm gì rồi. Thì Lâm thấy căn nhà trống không có ai thì Lâm mới vô đây chia sẻ cho ông bà của chú chị. Thì ông bà của chú chị Lâm nói thêm là cái em gái này, khi mà em gái mất thì em gái này không có chưa có chồng, chưa có gia đình. Em gái này mới có 27 tuổi thôi, mất một cái tuổi khá là cũng hơi lớn tuổi đó, nhưng mà mất cái tuổi này rất là linh thiêng. Lâm thấy biết được câu chuyện kể hỏi cái bà chị hai cái bà cố bên kế bên đó đang ngồi đó, thì hai cái cô kế bên này nói như vậy Lâm cũng ớn lạnh. Nói chung hai cô kế bên như vậy là không ai dám lợi hết. Thì hai cô rất là sợ đêm đêm thì thường hai cô đi ra ngoài đứng trước nè, có những cái bóng dáng này kia nọ nó. Thì ông bà cô chú chị có biết cô rất là sợ một người nữ 27 tuổi chết rất là linh. Thì để biết trong nhà này có cái hiện tượng cô gái nhà linh hay không thì hôm nay giữa ban ngày trưa tầm 11 giờ Lâm sẽ vô trong đây chia sẻ cho ông bà của chú chị xem nha. Do Lâm đang đi một con đường thì xe nó chạy qua chờ lợi cũng hơi ồn chút xíu nha ông bà của chú chị. Nó có xe chạy qua chờ lợi hơi ồn thì cả nhà thông cảm nha. Giờ thì mời ông bà của chú chị vô trong đây khám phá từng ngõ ngách căn nhà này. Và nghe nói cái con gái chết thì Lâm cũng đã vô sơ những căn nhà rồi, thấy rất là u ám. Mỹ có bàn thờ nó, Lâm sẽ vô đây đốt nén hương và thắp nén hương cho em nó và các vị chư thần chư linh ở trong đây nha. Bây giờ thì mời ông bà của chú chị theo dõi chân Lâm vào đây để chia sẻ cho ông bà của chú chị có hiện tượng gì lạ trong đây không ạ. Đi thôi nha. Đằng trước này thì bỏ khá là lâu, cột thì nó cũng mục hết trơn nè ông bà của chú chị. Tôn thì nó cũng sập sập xề xề nè, nó muốn rớt ở trơn nè, nó muốn rớt tôn xuống ở trơn nè ông bà cô chú chị nè. Bên trước này thì mưa xuống á, ở trước này ta có cây cánh cá rất là to đây nè, cây cánh cá rất là to, cái đùm to quá trời đất nè.
nó bao phủ nhà này, bỏ đâu cây cối rồi nó ở trên đó. Những cá này thấy chưa ông bà cô chú chị, thì là mà đứng trước đây nãy giờ thấy nó cũng hơi ớn ngốc sợ sợ, thì bắt đầu đi vô thôi nha. Thì trước khi vô thì Lâm cũng thường hay đọc cái bài chú Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Án Di Đà Phật Hồng, Nam Mô Án Di Đà Phật Hồng, Nam Mô Án Di Đà Phật Hồng. Em gái ơi và các vong linh, vong hồn ở nương tựa trong căn nhà này, cho Lâm xin phép Lâm chia sẻ cái video chứ không có ý phá phách và lấy bất cứ vật dụng nhà này, cho xin phép ạ. Bây giờ thì bắt đầu tiến hành vô thẻ thắp căn nhà rồi khám phá sao nha cả nhà nha. Trước khi căn nhà vô thấy nè, đây sao đổ cái cột ngộ quá ta nè, thấy chưa, nó lạ lùng quá cả nhà ha. Lên trước này thì có ai TV gì hư người ta cũng dục vào đây. Cái căn nhà nè, nó ở trên bằng sập sệ vậy, bỏ là khá là lâu, 6-7 năm gì rồi. Em thấy rất là u ám, rất là ma mị. Bây giờ thì tiến trần bên trong làm cái nghi thức và đốn thờ, đốt nén hương, thắp hương cho em gái này nha. Trời ơi, làm thấy có hơi guốc ở đây luôn nè. Ở đây Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dẹp về trong đây nó bề bộn quá nè. Ôi, có tiếng gì hết trời. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Em gái các vong linh ở đây ơi, cho Lâm anh xin phép chia sẻ cái ngôi nhà của em không ở, tại vì anh trai của em đã đi rồi. Đó, xin phép cả nhà chia sẻ video nha. Bây giờ thì bắt đầu Lâm sẽ đặt cái máy vào đây và sẽ thắp nén hương. Lâm xa xa thấy có cái nén hương này cả nhà nó. Thấy chưa, Lâm sẽ thắp nén hương ở đó cho em đó nha. Bây giờ bắt đầu thôi nha. Bây giờ Lâm đặt máy xong rồi cả nhà, ông bà cô chú anh chị, và Lâm sẽ lại thắp hương cho em đó nha. Lâm thấy cảm thấy vô đây nó có gì rất là ớn luôn. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cột áo máng thì ghê quá. Ôi ớn quá cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô các gia chủ vong linh, vong hồn của em gái nương tựa trong căn nhà này và các vong linh ma quỷ trong căn nhà này. Cho Lâm xin phép quay video chia sẻ cho ông bà của chú chị xem sau khi không ý phá phách gì đâu ạ. Là trời. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, có tiếng gì cả nhà. Ở trước thì có hai cái tấm biển đó cả nhà thấy không? Bây giờ Lâm sẽ giật nhấc cái máy lên và chia sẻ cho ông bà cô chú anh chị xem nha. Lâm mà nhấc máy lên là ông bà cô chú anh chị. Giờ Lâm sẽ chia sẻ trừ tí chiếc cho nhà cả nhà xem nha. Ở đây thì Lâm thấy có cái đôi dép của em gái nó còn sống nè, ông bà cô chú anh chị. Đây nè. Ở đây đôi dép nè. Ở đây có đôi dài nè, đó. Bên đó là một cái đôi dài nữa nè, nó thấy nha, ông bà cô chú anh chị. Ớn lạnh luôn nha, nè, ớn lạnh luôn. Trời. Cái gì trời? Mới nghe tiếng gì đó ông bà cô bác ơi. Có tiếng gì trên đây hay sao ta? Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Trời ơi, cả nhà nhìn ngôi nhà đi nè. Ghê chưa? Ở đằng này có cái áo nè. Vô đây tay chân của Lâm nó rung cặp cặp chân cả nhà. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Em gái ơi, cho anh xin phép chia sẻ cái video chứ không có ý phá qua gì của em đâu nha. Thì để trở lại nói thêm câu chuyện cho ông bà của chúng chị hiểu hơn là cái em gái này mất là do bị tai nạn xe lúc nãy Lâm có nói rồi. Thì
Em gái thì đi bán rau, thì anh trai đi làm thuê làm mướn. Thì nhà ba mẹ ông rất là nghèo, cho nên là anh trai làm thuê làm mướn, thì em gái đi bán buôn bán rau ngoài chợ đó. Thì anh trai anh em rất là nghèo khổ, ở chung với nhau. Ba mẹ thì mất hết rồi. Ở trên thì Lâm thấy cái trang thờ chắc cửu quyền ông bà cô chú nhà cô bác gì đây, có cái hình ấy nữa nè, có hình Đức Phật mà nó. Ông không may làm sao là không may lại xui xẻo tai nạn đến với em gái này, và em gái này chưa có chồng luôn, 27 tuổi chưa có chồng, anh trai thì 31, 32 gì đó. Thì sau khi em gái này mất thì anh trai lại bỏ đi, đi Bình Dương làm luôn. Thì căn nhà bỏ trống, cửa đồ tháo ra hết luôn, không còn cái gì trong căn nhà này hết. Em thấy chắc lẽ Lâm im nón về rồi khám phá căn nhà này. Hình như cái em gái thì không cho mình quay sao cả nhà, hoặc là có những vong linh gì trong đây nữa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Trời ơi, cái nhà này sao ngộ vậy ta? Lâm sẽ ít nói rồi Lâm sẽ chia sẻ khám phá hồi kỹ coi có cái vong linh hiện tượng gì trong căn nhà này cho cả nhà xem không nha. Đi thôi cả nhà nha. Lâm sẽ đi tới một cái vị trí tủ này nha. Ôi trời trời, cái áo còn nhúc nhích luôn nè cả nhà. Ủa là trời ạ. Ôi. Cái gì? Gần coi dở cái áo lên có cái gì không cả nhà nha. Ồ, mình không dám đụng vô đâu cả nhà. Thôi không dám đụng vô thôi cho. Đi tiếp là trước cây tủ này coi có gì không nha. Anh thấy ở trên có thờ là ủa, cái nhang cháy lẹ ghê luôn cả nhà. Ôi, cái đang cháy rất lẹ, có nghĩa là ngôi nhà này từ xưa giờ là khá là lâu rồi không có ai cúng kiến gì cả, cho nên là những cái lung linh vong hồn người ta ở đây, người ta rất là cần hửi cái khối nhang này nè cả nhà. Nó cho nên là rất là ớn. Làm đi tiếp vô cái kiến này có gì không nha. Gì trời, cái gì trời, nhà này có cái điều gì đó rất là lạ. Đi tiếp cho mở mở cái tủ này coi có cái gì không cả nhà nha. Ôi cái gì đó. Nó nghe tiếng gì của nhà nó. Có tiếng gì ngay chỗ vị trí này nè cả nhà. Cầu nhang ở trái nhanh ghê luôn. Cửa đây có cái gì không nè. Ôi, mình đạp trúng cái gì cả nhà nha. Hết hồn. Mở cửa này ra xem.
Cứng quá mà không được cả nhà. Mình sang qua máy này nha. Gì trời. Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Em gái ơi, cho anh chia sẻ cái video chứ không có ý phá cái gì ngoài nhà em đâu ạ. À? Nhà nhìn mấy trên. Rất là u ám luôn. Tiến hành nhà trước nha. Ở đây thì một đống bề bộn này. Dường như là bỏ đi lâu, những người dân cư cũng vô đây ở hay sao nè. Cái gì đây là nó tà hay sao? Là bị ly hôn rồi bể đổ nát hết trơn nè. Không biết cái lý do gì luôn. Đây trai bọng. Làm đi tiếp vô mấy trong cho cả nhà xem nha. Có gì không nha. Trên này thấy đâu có thấy có gì đâu. Ở đằng sau là chút xíu làm đi đằng sau nó quay cho cả nhà xem nha. Đây có đôi dép này nè. Dép này cả nhà. Bây giờ chỉ có cái hiện tượng này chỗ đó thôi chứ không có nữa. Bây giờ đi tới cái lu này coi có gì không nha. Ôi cái gì trời. Một người em gái mà mất cái tuổi trẻ mà chưa có chồng rất là linh. Có tiếng gì cả nhà. Ôi. Ôi, nó cũng dây thế ghê. Ở trên to nó có gì không chứ chết gì trời. Mình không học có chuyện gì. Cái lu này đâu có gì đâu. Làm thấy nghe, nghe cái tiếng động nè, ngay cái vị trí bàn thờ này nè. Như gì cái tủ nữa nè. Sao lạ vậy trời. Ngay cái vị trí đó không đó nha. Ở đây là cái bụi dạc. Có gì này không? Không có gì. Anh thấy có cái thẻ bài nè. Cũng là cái vị trí đây nữa nè cả nhà ơi. Cũng là vị trí này nữa nè. Trên đúng ton này nè. Tại sao quay lại là không thấy. Đâu lâm ra mấy đằng sau cả. Đằng sau cửa này đi ra đằng sau nha. Thank you.
Ở đằng sau này chắc là cái nhà bếp nè. Mà nãy giờ lâu thế đi gì nghe tiếng động chỗ này nè cả nhà. Vị trí tấm tôn này luôn nè. Đi ra ngoài tức là có thấy gì không? Lần sau này là cái nhà tắm chắc. Nhưng mà coi xuống chị. Đây có cây xài nè. Đi ra đằng sau thử coi nha. Có tiếng gì cả nhà. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Phật. Em gái ơi, cho xin phép anh chia sẻ cái video nhà anh à, em à. Chứ không có ý phá phách gì đâu ạ. Sao lạ vậy ta? Lại là cái tiếng động ngay vị trí rồi luôn á. Làm đi ra mấy anh sao này có không nha. Để tìm cho được cái tiếng động như thế nào. Anh sao nhìn rất là bê bối luôn nha. Cũng có là một cây chân cá, anh sao là cái hầm. Sao là cái bồn cầu. Mình gọi thử vô cái phòng cầu này có cái gì không cả nhà. Có thấy gì đâu ta. Không thấy cả nhà. Đây là cái gì? Cái nhà cũng khá là dài luôn. Ngày vẫn đi không biết có dám lợi không. Bây giờ ra ngoài này thì chỉ có không có thấy hiện tượng gì ở đây. Không thấy ở ngoài có. Nhưng mà lấy cái vị trí chỗ này nè cả nhà. Cái vị trí này nè. Vị trí này nó có gì đó. Ôi ta mới nghe tiếng gì trong đây nè. Vô liền rồi được, có thấy gì không? Ở đây có đôi dép của em gái vẫn còn nè cả nhà. Có thấy gì đâu trời. Vị trí này nè cả nhà. Tại sao lại không thấy ta? Lạ vậy? Nghe tiếng động mà. Nghe tiếng động rất lạ luôn. Mà lại là không thấy. Im rồi đó cả nhà. Không nghe nữa. Ở trên thì tôn anh em nghèo đó cho chơi hết hồn. Ở trời mưa nó nhiễu cả nhà, vừa chỉ nó nhiễu xuống luôn thì anh em rất là nghèo. Anh trai thì đi làm thuê làm mướn, còn nước thì bắt ấu dân cấu để dân câu bắt ốc bắt cua để mà kiếm sống bán mua gạo ăn. Còn em gái thì buôn bán ra ngoài chợ thì cũng kiếm sống luôn. Nói chung anh em rất là vất vả và rất là khổ. Đó, cho nên là ở cái nhà như này. Cái nhà này nghe nói là trước đó ông bà già ở là cũng là nhà nước, người ta cho ở thôi chứ không phải là
cái nhà của cô chú cất, và cũng phải là cái nhà của anh em này luôn. Cái thương, rất là thương cái em gái này, rất là còn trẻ, tại sao lại đột mạng sớm vậy? Đây làm thấy có cái trang gì đây nè, có trang gì trên này nè. Ôi cái gì trời, có vị trí gì cho nó đó. Cái nhà này cũng nhức gõ nhọn chứ không có gì mà Lâm vô đây thấy cảm thấy ớn ấp ở đây nha, ớn lạnh. Thì do Lâm cũng biết câu chuyện thì lúc nãy có hỏi hai cái cô kia là cái nhà lý do tại sao mà không ai ở, thì cái cô kia nói là một cái có hai anh em, đứa em gái thì bị mất vì tai nạn xe, còn đứa còn người em trai thì sau khi ở lại 1 năm để cúng thờ em gái và mãn tang, thì anh trai cũng thỉnh đi. Thì theo anh luôn, gia đình giờ có hai anh em, thì hai anh em mà chưa có vợ chưa có chồng gì cả, thấy rất là tội cả nhà. Nhưng mà một người nữ chết rất là linh thiêng ấy, nhà ơi cả nhà. Ông đứng đi đây nãy giờ làm như Lâm, mỗi lần Lâm lợi ngay chỗ này sẽ có tiếng động gì rất là lạ luôn, là lạ mà rất là ớn luôn. Vừa vô có tiếng gì lạ nữa không? Đi lại gần có tiếng gì lạ này, không không lại gần thì thôi chứ lại gần là có tiếng lạ này, rất là lạ luôn. Chắc Lâm có lẽ đi ra ngoài sơ ngoài cho cả nhà xem một vòng ở ngoài coi như thế nào nha. Ôi trời, có tiếng gì ngay chỗ đó hoài luôn cả nhà. Ôi là trời, nãy giờ không thấy gì đâu. Để Lâm đi ra một vòng ở ngoài cho cả nhà xem thứ sao nha. Đầu tiên là sẽ quay qua mấy anh đây nha. Trời nắng chang chang gì nè. Thì cô em này rất là linh luôn. Nếu như mà có cái vong linh của cô em này thật sự thì chắc cả lần sau Lâm sẽ cố gắng đem những cái nghi thức đến để cúng em gái này cả nhà ha. Vô mà quá trời. Nhà nhìn xung quanh là cái nhà ăn trước nè. Thấy ghê chưa nè. Lâm qua mấy bên hông quay cho cả nhà xem nha. Bên hông thì nhìn đâu có gì đâu. Xung quanh căn nhà này có cây trứng cá bự ở trước thôi nè. Đó. Thì Lâm sẽ di chuyển qua mấy bên hông này nha. Phải là đợi tiếng động nghe cái vị trí này nè, tiếng động nghe cái vị trí này nè cả nhà. Tiếng động nó phát ra từ đây luôn nè, mà tại sao lại không có ta, rất là lạ luôn. Ở đằng sau này không có gì. Giờ làm sẽ ít nói là mà kim làm quan sát cái cam đứng ngoài này nha.
Bây giờ làm đi vô cả nhà, không có thấy cái gì hết trơn á, đùng 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 rất là lạ luôn. Mà chỉ một vị trí thôi, vị trí lúc này chỗ nãy á, thì bây giờ lại không nè, vị trí bên đây á, anh vừa tiến lại bắt đầu là sẽ có tiếng này. Anh tiến lại cho cả nhà xem này nha. Cho y mà ta yên lặng rồi. Ủa là trời ơi, mới nhắc luôn. Có tiếng gì nữa giờ mà tại sao gọi không thấy. Ở trong đây nè cả nhà, làm thấy có cái lỗ chỗ này, làm gọi vô cái lỗ này coi sao nha, mà coi vô gì quan sát nha, làm thấy có cái gì trắng trắng trong đây nè. Làm như có ai bút theo chân Lâm hả cả nhà ơi. Trời trời. Em ơi em, nếu như mà em gái em này còn sống thì cũng cỡ nhỏ hơn mình vài tuổi à. Đừng có nói biết anh chưa có vợ đi theo nghe, trời ơi. Chết luôn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Không có chuyện đó đâu cả nhà ơi. Lâm coi mấy trời nó không có, Lâm xuống mấy dưới coi sao nha. Ôi là trời. Quá luôn vậy trời. Mới nghe cái tiếng này chỗ này nè. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nãy Lâm nghe tiếng chỗ này nè, ông bà cô chú anh chị. Nó phát động ra từ chỗ này hay sao? Nghe vị trí ngón tay Lâm nè. Ui, cái gì? Ui. Ui, cái cửa này Lâm khiếp ra rồi mà. Ôi là trời. Ôi là trời cả nhà này. Chắc có lẽ mình đốt nhang cho người vong linh và quỷ và người phước mặt ở đây. Người ta không chấp nhận mình hay sao cả nhà. Có lẽ chắc lẽ về Lâm sẽ kết thúc video tại đây quá. Nhưng mà thắc mắc điều tại sao mở cái cửa ra. Làm lại một lần nữa nha. Mà lại coi thứ nó sao nha. Có vết linh hồng này có cái gì không nha. Linh hồng này là cái nha. Không được rồi cả nhà. Không được rồi. Chắc lẽ làm đi ra và kết thúc video tại đây quá ông bà con chú chị ơi. Ôi ghê quá. Thì ông bà con chú chị ơi,
tối hiện tượng là chỗ này rồi. Hôm nay bữa nào làm sẽ đem đồ cúng và cúng trên đó, đặt nghi thức cái đó nha ông bà cô chú anh chị. Giờ thì chắc lẽ kết thúc video tại đây, em gái này không cho mình quay rồi, chọn bà cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà cô chú theo dõi video trong khám phá nha. Về đi về tới nhà ông bà cô chú anh chị.